ông nữa. Đây, đẳng của thầy nè, người phụ nữ quyền lực. Người phụ nữ quyền lực. Người phụ nữ này quyền lực lắm. Anh Tư ơi, anh kia kìa. Tư ơi, anh này khổ tâm lắm nha thầy. Thầy có bài Phật nào tư giúp anh chưa? Anh thấy khổ tâm quá được. Thầy kiếm tư không được. Tư 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 đợi làm con quả đi. Hả? Quyền chuyển cho anh hết khổ tâm chứ giờ mình cũng đâu có không chuyển sang giờ có quyền thôi. Nhưng mà nói không có được, không có nói ra được. Cái khóc còn muốn khóc kìa. Nói không có được luôn á sư, nhưng mà nãy có khuyên rồi, nói thôi bây giờ một câu nhịn mà chín câu lạnh. Bà Hai cho con hỏi này, bà Hai là cái người kia người ta nói là bà Hai á làm người ta bệnh hoạn quể quải. Không có bà nào rồi. Nói chứ bà Hai không có vô bà nào. Bà dạ. Hai là ở đây từ hồi đó giờ bà Hai không có đi đâu chứ. Vậy là người ta đặt chuyện phải không? Người ta nói sao ta nói, nhưng mà bà Hai không có vô ai hết kia. Dạ. Nếu ai muốn gặp bà Hai phải không? Dạ. Ai muốn gặp bà Hai kêu lên đây trực tiếp, kêu con bé này xuống đây. Dạ. Là gặp bà Hai. Dạ. Chứ còn mà bà Hai không có vô người nào chứ. Dạ. Vậy là bây giờ tranh chấp và mình cứ im ru, nào làm gì ta làm. Ai làm gì làm. Dạ. Ai muốn đo đắc, ai muốn làm gì đó làm. Dạ. Chuyện nào chiếu mặt giấy tờ mình nói chuyện. Dạ. Của mình là của mình. Của dạ. Mình là của mình, đúng không cô? Dạ, mình là của mình. Của mình là của mình. Giấy tờ mình đứng. Mình chấp dạ, tranh chấp là cho nó ở cái miếng đất nhờ. Miếng sao. Dạ, bây giờ cái mình đo đắc lại mình kiểm tra đắm rồi nó bị sư hụt nhiều á. Nó nói tranh chấp. Cho ly rượu đi. Trời, tôi rủ, thấy vậy, tôi tới xã rồi tôi da tò, tôi da tò luôn đó. Ly, ly chấm chú Thọ. Là bây giờ, có rồi, này, rồi, có rồi, ly kìa. Đắt đai rồi, mình lâm đi ra. Bây giờ, cái nhân viên. À, thầy qua đây thí dụ như mà hướng dẫn cho mấy anh em đây lập cái ngôi vị bà Hai thờ lại đầy đủ ha. Dạ. À, cho nó tôn nghiêm để mà cái tâm linh á. Rồi từ từ đó bả mới dạ. Độ lại cho dân chúng rồi từ từ. Dạ. Cô, mình cũng phải. Bây giờ con tính để bà Hai ở đâu? Cây ha. Kìa thầy. Bà Hai muốn ngồi đâu? Bây giờ bà giờ trong cái giờ cái chùa của bà. Giờ bà đâu? Tự chọn đi. Ừ. Bà chọn mà chùa của bà mà bà công bà tạo ra bà chọn ngồi ở đâu mà nó phù hợp thì con cháu làm theo. Yeah. Vậy là qua đó. Chùa ngồi chứ là hổm xin keo là không muốn về đâu. Bị gì về làm gì nó có thờ mình đâu mà mình về đúng không? Đó, bây giờ có cô đi đốt nhang rồi không sư để ai nói sư nghe đúng không? Đúng rồi, nó đâu có thờ Hai đâu mà Hai về. Nó đem cái hình của ai lên nó thờ chứ nó có thờ Hai đâu. Nó đem Hai nó nhốt vô trong cái thùng Nguyễn Tam Bảo mấy chục năm nay. Thôi quan hỷ đi ha, con Hai quan hỷ mình đi tu rồi con cháu nó cũng thờ khà. Thôi ông cô bà cô bớt giận đi. Bây giờ bây giờ Hai đi vô Hai chọn cái chỗ xong rồi Hai cũng về, tại vì cũng tội nghiệp bé này nó bệnh nó cũng không có sức khỏe nhiều đâu. Cũng mệt cho nó lắm. Dạ. Dạ. Vậy bà Hai vô chọn đi. Vô chọn đi. Nhưng hơn sao mẹ Hai còn trước. Cô. Tại mình đầy chủ trong này rồi mình để bà đỏ đâu mà đây đây bà còn giờ ở trong chùa mình bước vô cửa chùa là mình đi cửa trước này. Dạ ở trước bước vô. Dạ này là bàn Phật rồi. Này bàn Phật pháp. Dạ. Pháp. Dạ. Bên này cũng có chỗ hết rồi. Bây giờ thầy góp ý với bà Hai, mặc dù mình là chủ chùa nhưng mà ở đây mình để dành mình thờ Phật với thánh thần. Dạ. Cái mình những người là người hữu công tức là mẫn bậc có công thì mình ở phía sau. Thôi bây giờ Hai nói gì nè. Thôi bây giờ bữa nay chùa này cũng có duyên với thầy. Rồi, bây giờ Hai để cho thầy chọn cho Hai đi ha. Rồi rồi, A Di Đà Phật. Bây giờ ở đây tỉnh tỉnh bà Hai về ngồi nghe cái ngôi vị ở đây. Tỉnh bà Hai về ngồi ngôi vị đây. Dạ. Để ngó lên trên chùa. Dạ. Để mà coi cái nhân sanh để mà đến viếng chùa. Thì trước vô ta lễ ta vô ta lễ bà trước rồi mới là lên lễ tổ lễ Phật. Sau này hai cái bàn trăm quan đó là để một bên là trăm quan với tiền hiền hậu hiền, xây hai cái bàn hai bên ông để ngó với bàn ông. Trăm quan phụ thần với lại cái bàn tiền hiền hậu hiền là để hậu ông. Chứ bên trăm quan không có đối diện với ông. Dạ.
bà nhất trí không? Nếu bà nhất trí thì bác thầy xin là thắp hương ảnh di ảnh của bữa nay ngày 9 tháng 6 ngày tốt đẹp, ảnh chân linh của bà hai ngự về đây chứ không có để ha. Bà hai mà để trong quan đây đâu có được. Dạ. Để trong quan. Cái ảnh của bà ngoài đây giờ chờ hả? Chưa mà. Để bà để. Đây bà dẫn thầy đi. Đi qua nhà bà hai. Qua nhà bà hai đó hả? Dạ nhà bà. Nhỏ máy lại nha mấy. Nhỏ máy lại, bỏ đi, bỏ đi nhỏ máy lại. Con hai nha. Còn hôm bữa là không phải cái ảnh của bà hai. Ảnh đâu mất tiêu à? Để trong này nè bà. Ảnh đó là cái ảnh đó là cái ai không? Ảnh đó là của má đực đó. Nè. Sai, cái này là của má đực. Không phải. Không phải má đực hả? Không. Phải đâu. Không phải. Đây cái hình này nè, đâu phải của bà hai đâu. Đẩy cái hình này lên thờ nè. Mấy chục. Nó trời trời thôi à. Thôi rồi, ngày hôm nay ngày 9 tháng 6 bà mà chịu nhập tự không? Rồi, nhập tự luôn, dẹp cái hình xuống giùm tôi đi. Dẹp cái hình xuống kìa ông Đợt. Dẹp xuống. Cái hình nó dẹp xuống. Dẹp hình nó xuống. Để lên cho chân linh của hai nhập tự về bên chùa nha. Bà hai cũng độ cho bắt đầu từ đây sắp tới. Cho con cháu mọi chuyện bà cũng xu kiến cho trong cái tập họ tâm nhi. Cũng mọi chuyện trên Thuận Chú Hòa và cái chùa ngày một phát triển. Và cho tín đồ về để mà tiếp các ngôi thờ vị. Những cái người nào mà không phải thì bà cũng xét soi. Đúng rồi, người nào phải thì cho ở chùa, còn người nào không phải là đầy đủ bà hai cho ra để mà hỗ trợ cho chùa chiên. Thì xin cũng rồi bây giờ đó con ông cáo mà bưng cái ly hương di ảnh. Dạ. Bưng bà bưng đi. Bưng di ảnh, bưng ly hương. Ông bưng nha, ông bưng gì à? Bưng bưng ly đi hương. Cùng với chiêu giảm địa bàn. Chú Đợt bưng cái ly hương, chú Đợt. Thầy phương tiếp kiểu. Bà bưng ba chung kìa. Bà bưng ba chung à. Chú Đợt bưng ly hương, chú Đợt. Bưng cái ly hương thôi, chút cái đi mà đem sao. An vị thiên hòa tự tỏ vị chứng minh. Ông đi trước cho được. Đi trước ba cái ly nước đó, người ta để nước 100%, bà không có để nước gì hết trơn. Để đỡ đây đi, để đỡ bên đây đi. Để đây cho ông bưng cái đó đi chú Đực, đưa cho đây,
Vinh, Vinh không quan thanh. Xong qua bụng hầm để qua bệnh, không quan thanh. Dạ, nữa có cái chân nữa cô. Là nữa có cái chân cao lên. Dạ. Ai dạ. Ba cái chung đâu? Ba chung nè. Cũng tự. Mà qua mà lấy cái đèn vòng ra. Bà đi lấy nước trà đi, cái gì bà sao quăng qua vậy bà Tư? Chăm bình trà, nó kêu đi lấy nước trà. Cái này quăng. Đây cũng đúng ngồi đúng vị. Cũng công khai sơn tạo tử của bà đây. Lấy rượu kìa. Cũng bà cũng thắng tốt, hôm nay cũng cái ngày chứng ăn sao đầy đủ tư duyên này. Đây. Cô có học ra cái quá có duyên với thầy. A Di Đà Phật. Rồi. Bà hai bà hẹn với con là bữa 15 mới về đó, mà sao bây giờ có thầy rồi bà xin về được đó. A Di Đà Phật. Bà hẹn với con là 15 tháng 6 này nè, muốn gặp bà là cứ kêu con bé này lên là bà sẽ về. Không có, bà nay không có về ai mà 5 bà 6 bà 7 nào chứ. Thầy, đâu phải về sáng là muốn về là về đâu thầy. Đúng rồi, nó như là bậc. Xin trăm quan ủng hộ, xin tùm lum hết trơn mình mới về được. Không phải là mình muốn về sát người ta mà mình về được đâu. Thôi giờ bà hai gì bà ngự bên cái ngôi chùa của bà rồi. Thì bà cũng hộ cho chùa một ngày á, được hưng thịnh ha. Dạ. Cho nó, bà cũng dập giác bổn đạo bổn căn. À, kẻ công người của định về cung lo cái chứ bây giờ trước tiên thì lo các ngôi vị đi cho được trang hoàng đầy đủ, và cũng sẽ từ từ sẽ lo cái ngôi vị của bà cho nó tốt đẹp, và cũng rất là có công lớn tạo chùa, người ta lo để ruộng để đất để nhà để chờ cho con cháu, còn bà lo cất gán dự, gán dự con cháu, gán dự cái ngôi chùa sau thì thôi bây giờ cũng gán bộ. Dạ. Nhà bà tánh về để mà lo cái ngày đầu tiên á, ngày đầu tiên mà tôi gặp con bé này, tôi có cái diễn là biết không, cái để mà cho nó cảm nhận được là biết là tôi đó, là tôi cười với nó, tôi có cái đồng tiền ngay đây này. Là ngày đầu tiên luôn mà để cho là để kiếm được cái di ảnh của tôi, thầy nhìn thử di ảnh tôi có cái đồng tiền đó đúng không thầy dòm coi, đúng không sư cô đó. Dạ bà, từ từ coi có tiền không? Đó, đó. Thôi giờ cũng giờ chào thầy tôi cũng rồi, về. Ai Di Đà Phật. Dạ con chào bà hai. Anh miếng nước cho bồng cho lấy miếng nước cho nó uống này bà Tư, lấy cái chai trà đây. Trà đường nó đút cho nó mấy miếng ơi. Cũng được, trà đường cũng được, hái miếng bông để vô nước uống nó khỏe hơn. Kêu uống nước Kiều ơi. Nè uống trà đường miếng đi. Hơi ngủ quá. Buồn ngủ hả? Hơi ngủ hả? Uống rượu sớm nhỏ thôi. Trời, hãy cho dẫn nằm nghỉ đi. Bà uống rượu sáng hồi sớm giờ bà không hôi mới lạ. Thằng uống rượu qua, uống rượu chứ chết. Uống rượu luôn. Nay uống rượu luôn. Nay uống rượu luôn. Rồi bà nằm giọng. Con uống rượu ba. Bà hai bà đòi. Gì? Bà hai bà về vô sát mà luôn đó. Ghê vậy? Bà vô bà đòi uống rượu kìa, phải cho chứ sao, nè ngồi này nè, đây nè, kêu. Rồi nằm võng đi. Dạ, còn xe rượu đó. Quá hơi ngủ rồi. Chân lễ như tiếp điện thần thần vị gia hộ. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm nhâm dần, đệ tử chúng con đầy đủ nhân duyên lành quan lâm Phật điện. Khải thỉnh hoài linh tam bảo mười phương chư Phật Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần dương và lam chân Phật. Tùy từ gia hộ phóng quang.
Phổ độ chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, ủng hộ đạo tràng trùng tu kiến thiết ngôi Tam Bảo thành tụ viên mãn, ngưỡng cầu quay linh Tam Bảo chư vị anh linh của quyền thất tố nội ngoại lịch đại tông thân tấn thứ từ ân công mong giải thoát chiến sĩ trận dông đồng bào tử nạn thật lỗi cô hộ quản gia trái chủ phụ thụ chắc nói đẳng đẳng chư vị hương linh âm hồn trong hồn cô hồn tọ vị nơi đây cũng đồng hỗ trợ Tam Bảo được hoàng viên ký tắc, ngưỡng cầu quay linh Tam Bảo tùy tình gia hộ tác đại chứng minh phương niên kiết thế thông suốt tam giới ngũ quân thanh tịnh tam đạo hiểu nhiên án phóng ba ca có hai 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 Phật thân thanh tịnh tà lưu ly Phật diện Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi, chi tâm đằng lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiện vị lai thâm phương chư Phật, con pháp hiền thánh tâm thường trụ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Lòng Hòa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Bộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thuần Phần Bồ Tát. Chia tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dòng Linh A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Nam Mô Long Thiên Hộ Pháp Bát Bộ Thần Vương Dạ Lâm Chân Tể Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Chứng Giám, các vị Long Thần Hộ Pháp Thần Vương Gia Hộ an tọa nơi Thiên Hòa cũng của Tư Gia ở nơi gia đình nơi đây, thì hôm nay chư Tăng Ni đến đây cũng phát khởi tâm thành để hướng dẫn cho quý Phật tử phát khởi để kiến thiết các ngôi vị Tam Bảo và nguyện thỉnh Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương cũng chứng minh cho cái lời nguyện cầu của chúng con đầy đủ nhân duyên lành. Xin Bát Bộ Hộ Pháp Long Vương chư Nhất Thiết Thiện Thần Thị Từ Gia Hộ trùng hưng Tam Bảo ngày hưng thịnh. Trước đây thì nữ tín chủ phát khởi tâm thành để xây dựng ngôi Tam Bảo, dẫu biết rằng tạo tự rất là dễ nhưng tạo tâm rất là khó, vì thế nên ngôi Tam Bảo còn, nhưng muốn hưng thịnh Tam Bảo cho hình bóng chư Tăng, vì thế cho nên hôm nay ngôi Tam Bảo cũng đầy đủ nhân duyên lành, mong rằng ơn trên hộ pháp xây chuyển cho thiện nam tín nữ Phật tử gần xa bốn phương tám hướng khắp nơi đều chung tay để lo tiếp cái ngôi Tam Bảo để được ngày tốt đẹp và hưng thịnh. Nguyện sinh lời khẩn cầu hộ pháp Bát Bộ Long Thiên Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Trì Chứng Giám. Nam Mô Tội Tà Hữu Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Tội Tà Hữu Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Tội Tà Hữu Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Phật Đại Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, Nam Mô Phật
đại gia Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, Nam Mô Phật Đại Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, Thiện Thiên Đức Chúa, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già, Nam Mô Tất Rị Ma Ha Đế Tỷ Gia Đắc Đế Gia Ta Bà Rị Phô Rộng Ma Nha Rị Tăng Đà Đà Sa Ni Ma Ha Tỳ Ta Ra Già Đế Tam Ma Ca Rị Gia Ma Đế Ma Ra Ma Đế Tất Rị Bà Lực Tha Tăng Đà Thu Bát Hay Đế Phô Đề Na Tỳ Tha Đạt Ma Đế Ma Ha Tỳ Phổ Thất Đế Ma Di Đạt Đế Lộ Quả Tăng Kỳ Đế Hệ Đế Tỷ Tăng Kỳ Hệ Đế Tăng Đà Ta Lâu Đà La Ni Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già, Nam Mô Tất Rị Ma Ha Đế Tỷ Gia Đắc Đế Tam Đà Sa Ni Ma Tỳ Ta Già Đế Tam Đà Tỳ Ni Gia Đế Ma Ca Rị Gia Ma Đế Ma Ra Ma Đế Tất Rị Bà Lực Tha Tăng Đà Thu Bát Hay Đế Phô Đề Na Tỳ Tha Đạt Ma Đế Ma Tỳ Phổ Thất Đế Ma Di Đạt Đế Lộ Quả Tăng Kỳ Đế Hệ Đế Tăng Kỳ Hệ Đế Tam Đà Ta Lâu Đà La Ni Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già Ya re ta re bo ram na ya re tam na sa ni ma te ta chi re tam na te ni ya de ma ka ni ya ma de ma ra ma de ta ke va ta tam da tu ba ke re bo rai na te ta na ma de ma te ko tam de ma vi ra de lo phan ke de te tam ke de tam đà la ni mô tam châu ấm ứng hộ pháp vi đà ông thiên bồ tát mô tam châu ấm ứng hộ pháp vi đà ông thiên bồ tát mô tam châu ấm ứng hộ pháp vi đà ông thiên bồ tát vi đà thiên tướng bồ tát quá thân ứng hộ Phật pháp thể quần thâm bảo sư chống ma quân cần đức nan luân kỳ đạo khó quần thâm nam mô bổ nhãn bồ tát nam mô bổ nhãn bồ tát nam mô bổ nhãn bồ tát ma tát ma bát nhã ba la Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Hộ Pháp Long Thiên Bồ Tát. Hôm nay chúng con đến đây chư tăng ni vị đồng chánh tín ngôi Tam Bảo xin hộ pháp Bát Bộ Thần Vương cũng hiển linh dùng cái quy lực của ngài. Nay thì cái tay thấy cái tay của ngài đã gãy và cái kiếm trượng của ngài cũng gãy, vì thế cho nên là rất là khó để mà điều chỉnh ở trong cái ngôi Tam Bảo này. Xin phát nguyện ngài cũng hiển linh hô thần nhập tượng, và xin ngài cũng gia hộ độ cho tín chủ gần xa cũng có cảm ứng để mà cho cái ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thiện, thì từ bước trong được chu duyên cho có sự tính tâm thì mới tới được cái người ngoài. Mong hộ pháp Long Thiên Bát Bộ cũng hiển linh cảm ứng chứng minh. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát. A Di Đà Phật. Con cây ông hộ pháp gãy. Dạ. Cái cây này á, nó gãy cái cây này, những cái này gọi là cái cây không phải gọi mình gọi của mình hôm nay gọi là cái kiếm, nhưng mà nó không phải là cái kiếm, nhưng mà nó gọi là cái cây tranh đánh hùng quân dưới đá định thần. Yeah. Tức là cái cây này của ngài Chánh Thái Đại Càng cầm. Yeah. Cho nên ngài có những có từng mắt vậy nè, nhưng mà cái pháp khí của ngài gãy thì đâu có điều binh khiển tướng được. Yeah. Cái tay cũng vậy nữa, trên mấy vị này là những vị này là hộ họ. Tại sao á, mình nhìn chưa, tại sao họ thờ ngài nhìn vô chùa, là vì họ nhìn vô chùa là họ hộ Phật, hộ Tam Bảo. Yeah. Cho nên nó là mình nó mấy cái bàn này là gọi là bàn long thần hộ pháp. Yeah. Nó vậy đó. Cho nên cô nguyện cầu á, là yeah, nguyện ổng mới vận chuyển các tín đồ Phật yeah tử gần xa để mà gia hộ cho cái Tam Bảo của yeah mình. Yeah. Nhưng mà thiếu gì tiêu gì là cái gì, coi cai trị để mà phân điều thì khỏi âm. Yeah. Mà âm siêu thì dương nó mới thạnh. Yeah. Cái cõi âm nó siêu thì dương nó thạnh chứ. Yeah. Yeah. Ví dụ cái người dương là muốn nút vô họ cái cõi âm nó đẩy ra cái điều nó không có thành tựu. Dạ dạ dạ. Cái vấn đề mà Phật khi mà xây được để về gọi người làm thì mà Phật đó từ thì thầy hộ cho họ có cái khi mà tỉnh dậy một bộ tới mười mấy triệu một tuần trước hết. Thầy ra dùng nước đó thầy. Cái bây giờ các bạn quan thánh thì định làm sao? Cái bạn quan thánh là cũng định xây lại luôn á thầy, giống như không có để cái tủ cây nữa. Thôi bằng bạc à. Hả? Xuống mà xin không đi.